Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai để điều tra về tội nhận hối lộ. Thẩm phán Võ Đình Sớm là người được phân công thụ lý xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Đình Sớm đòi đương sự đưa 500 triệu đồng để giải quyết thắng kiện. Việc này đã bị đương sự tố giác. Ngày 4 tháng 8, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khám xét phòng làm việc của ông Võ Đình Sớm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, thu giữ 500 triệu đồng. Đây là số tiền đương sự đã đưa cho ông Sớm theo thỏa thuận. Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Ngoan, 29 tuổi và Nguyễn Văn Vẹn, 37 tuổi, cùng ngụ ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Bước đầu, Ngoan và Vẹn khai nhận rạng sáng ngày 13 tháng 8, khi đang nhậu nhưng hết mồi, cả hai vào vườn quốc gia U Minh Thượng săn bắt chim. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 8, lực lượng tuần tra của vườn quốc gia U Minh Thượng phát hiện và bắt giữ Hồ Văn Ngoan cùng bao tải nặng 37,5 kg. Bên trong chứa 35 cá thể động vật, gồm diệt lửa, còng cọc, diệt xám, cò trắng. Đáng chú ý, trong đó có 6 cá thể chim cổ rắn, còn gọi là điên điển, là loài thú nguy cấp quý hiếm, thuộc nhóm 1-1B được quy định trong sách đỏ Việt Nam. Lực lượng tuần tra của vườn quốc gia U Minh Thượng đã lập biên bản và chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho công an huyện U Minh Thượng điều tra xử lý theo quy định. Khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8, Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng tối ngày 14 tháng 8. Trước khi bị bắt giữ, Trung di chuyển qua nhiều tỉnh thành, mang theo súng bắn đạn cao su. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, Trung đã nổ súng bắn khiến một cán bộ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên bị thương ở chân. Lãnh đạo Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết, sau khi thực hiện hành vi, nghi phạm đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng, bố mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng. Lãnh đạo Công an quận Long Biên cũng phủ nhận thông tin nguyên nhân bắt cóc là do mâu thuẫn gia đình. Trước đó, tối ngày 14 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện clip kèm thông tin về vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên. Trong clip, một đối tượng đi ô tô màu trắng có hành vi khống chế, bắt cháu bé đi xe đạp vào ô tô và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngày 14 tháng 8, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa liên hệ xe cấp cứu, mua quan tài cho con trai của anh G, 36 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau và đưa cha con anh về quê miễn phí. Trước đó, vợ anh G sinh con khi thai mới 23 tuần tuổi tại một bệnh viện ở Cà Mau. Bé rất yếu vì sinh non. Khi bác sĩ thông báo tình hình, anh muốn đưa con lên thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Bác sĩ đã cho anh G số điện thoại liên hệ xe cấp cứu. Một người phụ nữ tên H nhận điện thoại báo giá 16 triệu đồng cho chuyến xe đưa bé từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu phải chuyển khoản trước 50% mới cho xuất xe. Khi xe đến bệnh viện, anh phải đưa 50% còn lại. Gia đình khó khăn, anh G phải vay mượn họ hàng để đủ tiền thuê xe. Tối ngày 5 tháng 8, cha con anh G được xe cấp cứu chở đến bệnh viện Nhi đồng 1. Do tình trạng quá nặng, ngày 8 tháng 8 bé qua đời. Hết tiền mua quan tài, anh dự định cho con vào thùng xốp rồi ôm con lên xe khách để về Cà Mau. Thương cảm, một người làm ở nhà đại thể của bệnh viện liên hệ Phòng Công tác Xã hội nhờ giúp đỡ và anh đã được bệnh viện hỗ trợ nhiệt tình. Theo anh Chu Huy Thành, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, hành trình xe cấp cứu của anh G được thỏa thuận là từ Cà Mau lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, xe đưa cha con anh G đến Bệnh viện Nhi đồng 1 nên đòi thêm người nhà 1 triệu đồng. Nhưng lúc đó anh G đã hết tiền. Bệnh viện khuyến cáo người dân, nếu phải gọi xe đưa bệnh nhân đi cấp cứu thì cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ để không bị chặt chém. Trường hợp khó khăn, người nhà hoặc người bệnh có thể liên hệ Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện để được hỗ trợ. Ngày 14 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Hoàng Trọng Đức, sinh năm 2001 và 6 bị can khác về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.
Theo điều tra, vào tháng 3 năm 2023, Đức từ thành phố Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất 360% một năm. Đức yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip khỏa thân. Sau đó, Đức sẽ cử đàn em đến địa chỉ nơi cư trú do người vay cung cấp để xác minh. Khi người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng. Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1% một ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30% một tháng. Nhóm đối tượng bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân. Khi khách vay tiền đến thời hạn mà chưa trả tiền lãi và tiền gốc, Đức chỉ đạo đàn em gọi điện thoại đe dọa. Nếu khách vẫn chưa đóng hoặc trốn không trả nợ, thì nhóm nhắn tin chửi bới và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội. Thậm chí nhóm gửi cho bạn bè người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép người vay bằng mọi giá phải kiếm tiền để trả. Ngày 14 tháng 8, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm cờ bạc lớn, chuyên nghiệp, hoạt động tại khu vực Sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 23 giờ ngày 8 tháng 8, Công an huyện Vĩnh Tường đã huy động 40 cán bộ chiến sĩ bắt quả tang 16 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền trên một nhà phao nổi liên kết với một chiếc thuyền kéo tại khu vực Sông Hồng thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Tang vật thu giữ gồm 467 triệu đồng tiền mặt, 17 điện thoại di động, 2 xe ô tô, một nhà phao nổi, một chiếc thuyền kéo, một khẩu súng quân dụng loại K-59, cùng một hộp tiếp đạn bên trong có 5 viên đạn và các tang vật liên quan khác. Theo Công an huyện Vĩnh Tường, các đối tượng hầu hết là các con bạc chuyên nghiệp, tụ tập trên nhà phao nổi, rồi dùng thuyền kéo ra cách xa bờ khoảng 20m để ngồi đánh bạc. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng phân công lực lượng cảnh giới trên bờ, dưới sông và thường xuyên luân chuyển địa điểm đánh bạc dọc theo tuyến sông Hồng. Ngày 14 tháng 8, lãnh đạo Công an huyện Cư Giút cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá một nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên mạng. Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh, 30 tuổi, trú tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, Thịnh đã lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết, hình ảnh, thông tin các trường hợp tử vong, già yếu, neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa nhằm kêu gọi tiền ủng hộ từ thiện, lừa chiếm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người dân trong cả nước. Số tiền chiếm đoạt được, Thịnh dùng tiêu xài cá nhân và nộp vào tài khoản cá độ bóng đá.